lấy chồng đi, tác giả Du Phong Vân, tập 2. Từ sáng đến bây giờ, con Tích nó chỉ ăn được cái bánh bụi cho, còn nước cũng không có kịp uống. Hôm nay phải làm cho xong, mai còn đi chợ mua đồ về kho thịt hầm khổ qua. Một mình nó ôm hết, chỉ thương cho nó đúng cái dịp má ruột Cúc nằm bệnh viện nên không ai phụ nó một tay. Mà mọi năm bà Quý đều cho người qua phụ con Cúc, riêng năm nay bà chắc cố ý để con Tích làm một mình. Tích à, mày lấy cho tao cái tô bự bự coi. Nghe con Điệp sai, Tích đi nhanh lại lấy cái tô. Lại nhìn thấy đồ ăn còn dư, con Điệp nó gom hết vào tô không chừa sót miếng nào. Anh Bằng lát nữa đi ăn ở ngoài, con đem đồ ăn về cho con chó mới mua cho nó ăn nha má, chứ để làm chi bỏ uổng. Tích trơ mắt đứng nhìn, rõ ràng hồi nãy Điệp có hỏi nó ăn chưa, nó nói chưa ăn. Mà bây giờ Điệp lại làm như vậy là sao? Sao không chừa đồ ăn cho nó? Đồ dư cũng được mà, nó đã ăn cái gì đâu. Bụi nhìn con Điệp nó nói, Tích chưa ăn. Điệp giả vờ quên mất, nó cười trừ. Ủa, vậy hen, tao quên. Thôi nè, mày lấy lại một lát trộn cơm ăn đi Tích. Đâu có dơ gì đâu, đồ ăn tao dồn vô thôi chứ không có dơ gì hết. Tích nhìn tô đồ ăn, có cả xương cá trong đó. Nào thịt, nào rau trộn chung một tô khác gì cám heo. Nó ăn làm sao được? Dạ thôi, nãy em có ăn chút rồi, chị đem về đi chị Điệp. Ăn rồi mà tao hỏi nói chưa ăn, mày cũng xạo dữ à. Bà Quý nhìn Bụi lại nhìn Tích, trong mắt hiện lên tia buồn bực, bà nói. Nhà này á, đâu ra cái chuyện má chồng chưa ăn, con dâu ăn trước vậy? Cúc ngồi im nãy giờ thấy thương Tích nó lên tiếng. Hồi nãy đi ở bên má con về, có cho thím Út cái bánh bao, chắc thím ăn còn no đó má. Nói rồi Cúc nhìn con Tích, Tích hiểu ý cũng gật đầu. Dạ nãy con ăn bánh chị Cúc cho, chứ con có đâu dám. Bà Quý cau mày. Thôi, Tích nó ăn rồi thì Điệp con lấy về cho chó ăn đi, để dư uổng. Dọn dẹp đi mấy đứa. Điệp, vô má biểu. Điệp cười hì hì ra vẻ vô tội. Hai đứa dọn giùm chị ngang, má kêu chị vô không biết có chi không. Nói xong nó nhìn Tuấn, lại nhìn con Tích. Anh đi theo em vô trong luôn. Tuấn sợ vợ một cây, nghe Điệp nói nó cũng đi theo vô. Cúc nhìn Tích, nó thấy thương con Tích. Thôi, lên buồng nghỉ đi, chị dọn rửa cho, một lát nữa chị nói anh Bằng mua cho em tô hủ tiếu ăn cho đỡ đói. Tích nó cũng mệt lắm rồi, tay chân đừ ra hết, nó nói nhỏ xíu. Dạ, em nằm chút. Nhìn bóng lưng con Tích đi lên, mà Cúc nó buồn buồn. Lại nhìn sang Bụi, mặt như con nít, bất giác nó nhìn không được mà thở dài. Nó vẫn còn may mắn lắm, làm dâu cũng không đến nỗi nào, được cái nhà chồng nó thương chiều, chứ không như con Tích đâu. Con Tích đi rồi, Bụi cũng lon ton đi theo. Vào phòng, Bụi khôi phục cái bộ dáng đàn ông, nó hỏi. Em ăn cái gì không? Tích buồn xo ngồi trên giường. Đâu còn gì đâu mà ăn. Bụi nhìn nhìn, nó đi đến bên giường, dỡ tấm nệm lên lấy tờ 100 đi ra ngoài. Lát sau đem vô cho con Tích một hộp cơm gà thơm nức mũi. Tích nó mừng húm. Thơm dữ nè, à, anh mua đâu vậy? Bụi cười cười. Gần đây. Em ăn đi, vài hôm nữa tôi đưa em về nhà với mẹ em, sau này sống cho tốt, đừng có để mẹ bán em đi nữa. Tích hốc mắt trừng trừng, nó vừa ăn vừa nói. Cảm ơn anh. Bụi không nói gì, nó leo vô trong giường sát vách, trùm mình rồi lại ngủ. Mà ở ngoài đây, tim con Tích nó đập liên hồi mấy cái, không biết là do nó vui khi nghe Bụi nói cho nó về với má hay lại là lý do nào khác nữa. Sáng hôm sau, con Tích nó dậy sớm đi chợ mua thịt thà các thứ. Hôm nay nó cuốn chả giò,
kho thịt hụt dịch với hầm nồi canh khổ qua mai cúng dỗ cha chồng. Nấu mấy món này chiều cúng cơm, còn mai đãi tiệc thì có thợ xuống nấu, nó không cần phải mệt tay chân. Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Tích nó thấy Bụi hớt hải chạy vô, trong bụng là giấu cái gì đó. Bụi khóa cửa phòng, dở áo lên, là một xấp giấy tờ mà trong đó như có cả sổ đất. Tò mò lắm nhưng nó không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát xem Bụi làm gì. Bụi dở từng trang giấy ra, cuối cùng là một bao phong bì, trong đó có một tờ giấy chi chít chữ. Khi đọc đến đó, Bụi nó nhảy cẩn lên, vui mừng ôm lấy con Tích. Được rồi, được rồi. Tích không biết chuyện gì, nhưng thấy Bụi vui, nó cũng tự nhiên vui theo. Một lát sau, Bụi cười tươi hết sức, môi cong lên rất đẹp. Vài bữa nữa thôi, tôi xong việc sẽ đưa em về, nhất định. Tích không nói gì, nó chỉ gật đầu. Bà Quý đêm hôm còn đi ra ngoài. Bà đi đến quán cà phê chòi đèn mờ trên chợ, chạy vô cuối quán. Có cái chòi lụp sụp, bà xuống xe đi vào trong, trong đó có người chờ sẵn. Anh tới lâu chưa? Giọng của bà Quý ngọt ngào như mật ong. Anh mới tới, em qua đây ngồi với anh nè. Tiếng dép lào xào thêm cả tiếng nũng nịu. Bên trong căn chòi, đèn mở liêu xiêu, một đoạn đối thoại diễn ra. Anh nhớ em quá, Quý. Ừ, em cũng nhớ anh mà. Mai dỗ ông được, anh nhớ qua nha. Mai có con Điệp. Ừ, anh nhớ rồi. À, mà còn hai thằng kia làm sao rồi? Hai thằng ngu đó thì biết cái gì, một thằng nói gì nghe đó, còn thằng điên điên khùng khùng, phát mệt à. Tiếng Hùng chục chục. Khổ cho em, nhưng mà chuyện này giấu được bao lâu, anh sợ... Anh đàn ông sao nhát vậy? Em không sợ, anh sợ cái gì? Mà sợ chi thừa, thằng bằng nó sẽ không có bao giờ hỏi đến thằng Định thôi, mà cũng không có lo gì, thằng kia cũng bị khùng rồi, bác sĩ nói nó không có tỉnh lại được đâu. Thôi, tới đâu hay tới đó, anh nhớ em với con quá à, biết khi nào à... Im lặng một chút, ông ta lại nói. Hay là em cầm hết rồi đưa nó theo mình bỏ đi luôn đi em. Bà Quý lạnh ngắt. Chưa được đâu, ráng một năm nữa em sang tên mấy miếng đất của thằng Định rồi đi luôn. Bên trong bỗng im lặng, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi dây dưa không dứt. Sáng hôm sau, dỗ ba chồng của Tích diễn ra rất linh đình. Lúc cúng, bà Quý còn sụt sùi lau nước mắt, khiến cho bà con trong họ cảm thấy thương lòng. Ông Được lúc còn sống tốt tánh lắm, nên ai cũng thương cũng quý. Đùng một cái đột quỵ chết làm cho người ta không khỏi bàng hoàng. Người tốt sao mà sống không có được thọ vậy không biết được nữa. Tiệc đãi gần bảy bàn, chủ yếu là bà con hàng xóm, nội ngoại, với hai bàn bạn bè con Điệp, bằng nó không có mời ai. Con Tích không có dám ra nhà trước, chỉ lúi húi phụ việc giặt ở sau nhà. Thằng Bụi hôm nay vui ra mặt, anh em trong nhà mời nó vài ly bia, nó cũng vô tư mà uống sạch hết. Phải công nhận, tửu lượng của Bụi cũng mạnh dữ. Tàn tiệc, con Tích chới cúc thay nhau dọn dẹp lau dọn từ trong ra ngoài. Con Điệp với thằng Tuấn say bí tỉ, cả bằng cũng ngà ngà. Chỉ có Bụi là không biết có say hay không, mà miệng nó luôn cười, còn mặt thì tỉnh queo. Dọn dẹp xong xuôi cũng đến 5 giờ chiều, mà lúc này mấy đứa thanh niên trong nhà vẫn còn vui vẻ nhậu nhẹt. Phải đến gần 7 giờ tối, bà Quý kêu giải tán, anh em tụi nó mới mỗi đứa một đường. Bằng thì chân thấp chân cao, đá lên đá xuống. Riêng Bụi thì một đường đi vô trong buồng, lấy quần áo tắm như một người bình thường, không say cũng không giống bị khùng. Tích dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, sau đó đi tắm cho mát, cũng vô buồng đi ngủ. Bình thường, Bụi nằm trong, Tích nằm ngoài, ở giữa cách nhau một cái gối ôm to tướng. Riêng hôm nay, khi bước vào phòng đã thấy Bụi nằm ở ngoài, lại còn nằm nghiêng nằm ngửa. Nheo nheo mắt, con Tích lấy cái mền bông lớn trải dưới nền gạch men, sau đó cuộn người lại nằm, nó hôm nay cũng mệt lắm. Nửa đêm, con Tích nó thức giấc, vì cái tiếng mớ của thằng Bụi, nó lồm cồm ngồi dậy lay lay Bụi. Bụi mở mắt nhìn nó chăm chăm. Bụi à, anh mớ cái gì mà la sùm vậy? Bụi cũng không nói.
Tích cảm thấy cũng không có gì quan trọng. Nó định nằm xuống nền nhà ngủ tiếp. Ai dè chưa kịp nằm, đã bị Bụi kéo lại ôm lên giường. Cả người Bụi nóng âm ỉ, miệng thì thào. Anh nhớ em lắm, nhớ lắm. Tích dùng dậy. Bụi, anh thả em ra đi. Bụi đặt con Tích nằm dưới đệm. Tay nó mạnh mẽ đặt lên một bên ngực con Tích. Cả người thở gấp. Đừng đi, đừng đi. Anh yêu em mà, đừng đi. Duyên, đừng đi. Con Tích hốt hoảng. Nó biết Bụi say rồi, lại còn kêu tên người mà nó yêu. Trong lòng con Tích có chút đau đau, nhưng nó cũng không có dám phản kháng mạnh, lại sợ bên ngoài nghe được. Nó thì thào. Tôi không phải là Duyên, anh làm rồi Bụi à, không phải tôi. Bụi giờ phút này dưới mắt nó lờ mờ, hình bóng một người con gái mà nó yêu thương, lại có khi xuất hiện gương mặt vợ nó. Trong lòng của Bụi rõ ràng là đang lầm lẫn. Nó cũng không biết mình lầm lẫn, nhưng không nhịn được dục vọng trong cơ thể mình. Nó hung hăng hung lên môi con Tích. Tích bị hung đến choáng váng. Đây là nụ hôn đầu tiên của nó, trừ bỏ cái lần kinh khủng kia ra. Cố gắng đẩy Bụi ra, nhưng cơ thể Bụi lúc này giống như làm từ sắt đá, mạnh mẽ cứng rắn đến lạ thường. Tiếng của Bụi nỉ non. Cho anh đi. Cho anh đi, Tích. Tích ngây ngô là Bụi xin nó chứ không phải xin người mà Bụi yêu. Nó có nên không? Có nên hay không đây? Tích, giúp anh. Tích nó cắn môi, cả người run bần bật. Nó suy nghĩ một chút lại quyết định đồng ý. Nó hiểu rõ cái xã hội này. Nếu như Bụi trả nó về với má nó, thì nó cũng mang tiếng một đời chồng. Có giải thích người ta cũng không tin nó trong sạch, mà huống hồ gì Bụi đã quá tốt với nó. Mà thật sự nó cũng có chút thinh thích thằng Bụi. Bụi nhìn Tích chăm chăm, thấy con Tích không nói gì, nó hiểu như con nhỏ đồng ý. Hai người lao vào hôn nhau điên dại. Bụi nó thật sự rất có hứng thú với con Tích. Cái mùi thoang thoảng từ cơ thể con Tích tỏ ra làm cho nó như chịu không nổi. Bình thường nằm cạnh cơ thể nó đã có chút phản ứng sinh lý bình thường, thì đừng nói chi là ngay lúc này nó say. Mà Tích nó cũng đẹp gái lắm chứ, thân thể lại trắng, thơm, hấp dẫn. Bụi nhanh tay cởi áo con nhỏ ra, sau lại nhanh lẹ cởi luôn quần ngoài, cả cơ thể con nhỏ trắng nõn hiện ra trước mắt của Bụi. Cảm giác này trước kia nó chưa từng được cảm nhận. Biết đâu rằng đêm nay lại là đêm định mệnh cuộc đời nó, đưa nó từ con gái nheo nhẽo trở thành đàn bà gai góc. Sáng hôm sau, khi Tích tỉnh dậy đã không thấy Bụi đâu, lại nhìn thân thể nó đã được mặc quần áo đàng hoàng. Nhớ lại đêm hôm qua, nó có chút nóng rang mặt. Bước nhẹ nhẹ ra khỏi giường, nó giật mình khi bây giờ đã là 10 giờ sáng. Trời đất, nó có bao giờ ngủ say vậy đâu. Chết rồi. Đi nhanh ra nhà, nhìn trước nhìn sau không có một ai, mà phòng khách thì bàn ghế ngổn ngang. Con Tích hốt hoảng, hay là có cướp. Nó chạy thục mạng ra sau nhà cũng không thấy ai, lại nhanh chân mở cửa từng phòng mong sao tìm được má chồng nó hay chí ít là Bụi. Mà ngộ đời vẫn không có tìm được một ai. Đang lo lắng thì nghe tiếng xe trước cổng. Nó đi nhanh ra phía trước, thấy vợ chồng Cúc về, nó mừng rỡ ra đón. Một lát sau chỉ thấy Bằng mặt buồn bã đi vào trong. Cúc kéo kéo tay Tích, ý kêu nó xuống nhà sau nói chuyện. Chị Cúc, Bụi đâu? Cúc rót ly nước uống cái ực. Đi rồi, mà em biết gì chưa? Bụi nó không có bị khùng. Con Tích im re như biểu hiện là nó đã biết rồi. Cúc lại nói tiếp. Tích, bộ em biết rồi hả? Tích gật đầu. Em mới biết thôi. Ừ, thôi, coi như chị em trong nhà, ta nói cho mày hiểu luôn là cái chuyện gì. Quá ra, bà Quý không phải mẹ ruột của Bằng với Bụi. Khi xưa, lúc ông Được đi làm ăn xa, thì quen và cưới mẹ của Bụi.
Sau đó anh em có Bụi, thằng 3 tuổi, thằng 1 tuổi thì mẹ ruột qua đời. Ông được thương con không có ai chăm sóc, lại thấy bà Quý khi đó gái một con mà cũng hiền lành dễ thương, nên hai người về chung một nhà, chủ yếu lo cho con cái của cả hai. Sau này ông được về lại đất ông cha làm ăn rồi sống luôn ở đây cho đến khi chết. Truyền cái chuyện bà Quý không phải mẹ ruột của hai anh em Bằng và Bụi, thì ngoài ông được và bà Quý ra thì không ai biết. Mà ông được chết cũng không phải tự dưng. Nguyên nhân là do ông biết bà Quý vẫn còn qua lại ăn nằm với chồng cũ, nên tức nhồi máu mà chết. Trong di chúc để lại, ông không có chia phần cho mẹ con bà Quý, chỉ để lại cho hai anh em Bằng và Bụi. Nghe bà Quý nói ra là do ông ấy sinh nghi từ lâu, nên mới giấu bà ta đi lập di chúc chặn trước. Mà bà Quý đối xử lo lắng cho anh em Bằng Bụi cũng không tệ. Tình cảm mẹ con không quá thân thiết, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cho nên, khi mà ông được chết, bà Quý khóc nói lại rằng do ông bị đột quỵ, anh em nó cũng tin, liền tức tốc làm đám ma cũng không hỏi đến di chúc hay cái gì hết. Mà luật sư làm di chúc cho ông được lại bị bà Quý mua chuộc, bỏ đi xứ khác làm ăn. Việc sẽ không có cái gì cho đến một hôm, Bụi khi đó đang làm ăn trên Sài Gòn, về thăm nhà, bắt gặp bà Quý đi cùng với chồng cũ. Xui xao khi đó, trong người nó có hơi men vì chạy xe quá nhanh kẹt thắng nên té xe, ngã đập đầu xuống đường. Sau này điên điên khùng khùng không có biết cái gì. Còn về lý do tại sao Bụi nó tỉnh lại và làm sao nó biết được vụ di chúc thì để sau hẳn nói. Tích hoảng hốt. Rồi má đâu chị? Cúc bĩm môi. Đi rồi. Giấy tờ đất đai thằng Bụi nó lấy được đưa lại hết cho anh Bằng. Bà già đó bị dòng họ đuổi đi rồi. Tích nó vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu lắm. Mà sao không lẽ Bụi... Ừ, chứ còn ai... Y như coi phim đó em. Thằng Bụi giả khùng, lấy lại giấy tờ nhà đất đều hết rồi. Xong nó kêu chú bác tới. Bà già đó còn dẻo miệng. Cuối cùng thằng bồ bả cũng tới, đánh nhau một trận xong kéo đi rồi. Mà hay, bà Quý chắc cũng ôm tiền với vàng của cha để lại một mớ, chứ dễ gì không? Con Tích có chút ngơ ngác. Nó không hiểu được mọi việc quá rõ, chỉ biết nghe con Cúc kể lại thôi. Mà Tích nè, sao hồi sáng sùm vậy mà mày ngủ hay vậy? Con Tích giật mình. Ừ hen, nó cũng không có biết nữa. Bình thường nó cũng hay tỉnh ngủ lắm mà. Sao hôm qua ngộ vậy ta? Mà thôi, chuyện đó không có quan trọng bằng việc Bụi đi đâu. Nó nhìn con Cúc hỏi. Mà anh Bụi đi đâu rồi chị Cúc? Con Cúc vỗ đùi cái đét. Nó móc trong túi ra bức thư đưa cho Tích. Tao quên nè, thằng Bụi nó nhờ tao đưa cho mày cái này. Thôi, đọc đi. Chị vô coi thằng Bằng sao rồi. Hơi mệt quá. Con Tích trung trung mở thư ra. Trong đó có một xấp tiền 500 ngàn. Chắc cũng tầm 4-5 triệu gì đó. Mà nội dung thư đại khái là xin lỗi nó chuyện hôm qua. Rồi thì thằng Bụi cũng kêu nó về nhà đi. Không cần ở lại nhà nó nữa. Tích lồng ngực trung trung. Không biết vì sao nó lại cảm thấy tim nó như tan vỡ. Có chút đau đau. Cũng có chút nhói nhói khó tả. Cuộc hôn nhân chóng vánh giữa một cô gái nghèo và một anh chàng điên đến đó là kết thúc. Đàn bà sướng hay khổ phụ thuộc một phần vào đàn ông. Đàn bà khôn hay dại phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của chính họ. Cũng giống như Tích, nó không nghĩ mình khôn nhưng nếu nó dại cũng không có đúng cho lắm bởi nó chỉ làm những cái việc nó cảm thấy đúng và có lợi cho bản thân nó bây giờ. Còn tương lai về sau, nó cơ hồ không có kịp nghĩ tới. Nên có đôi khi trong cái khổ đau đỉnh điểm lại là mở lối cho tình yêu thương về sau. Bốn năm sau. Mẹ, mua cho ốc cái này đi. Một đứa bé trắng trẻo ngồi phía trước được nịch lại ngang bụng với người phụ nữ ngồi sau. Hai mẹ con đi trên chiếc cream đã cũ mềm. Tiếng người mẹ dịu dàng. Ngoan đi ốc, mai mẹ lãnh lương, mẹ mua cho ốc nha. Cô cậu ngồi trên mặt buồn xo. Mà ốc thích quá.
Người mẹ nhíu mày, trong mắt có chút không đỡ. Ừ, để mẹ mua cho. Quay chiếc xe cũ kỹ lại chỗ ông bán báo đằng ngã tư, Tích bấm bụng mua cho con trai một trái banh hình quả dưa hấu xinh xắn. Bụng kêu ọp ọp vì đói, nhưng khi nhìn thấy nụ cười con trai, trong lòng của nó không còn cảm giác đói nữa. Cụ Ốc ôm lấy mẹ, líu lo. Ốc cảm ơn mẹ nha. Tích xoay xoay đầu con trai, lại bồng con trai lên xe, nịch cho chắc, hai mẹ con cứ vậy lại vi vu trên đường. Sau khi gửi cụ Ốc cho nhà bà Tươi coi trẻ, Tích lên đường đi đến chỗ làm. Chạy chiếc xe trim cũ của ông chú Tư sát phòng trọ chỗ nó thuê, chiếc xe nhìn cũ kỹ không khác gì cái đống sắt vụn di động, vậy mà vào tay con Tích cũng chạy bon bon ngon lành. Tích lên Sài Gòn được 4 năm, lúc đó nó đang bầu cô Ốc được 3 tháng. Cuộc sống cơ cực khi má nó trốn nợ đưa con thôi bỏ xứ mà đi, con Tích thương chị hai nó nên cũng một thân một mình bỏ đi tìm má với em. Trong túi là 4 triệu bụi cho trong áp phong thư. Nó ôm cái ba lô nhỏ định lên Sài Gòn tìm má tìm em. Ai ngờ quân ăn cướp nó giật túi con nhỏ rồi bỏ chạy. Con Tích té dập mặt ngất xỉu, được người dân đưa vào bệnh viện. Lúc xét nghiệm ra nó mới biết nó bầu được 3 tháng. Không tiền, không nhà, không người thân. Nó được bác sĩ thương tình cho ở, vào làm lao công lau dọn bệnh viện. Cả ngày nó làm ở bệnh viện, đêm lại xin được ngủ trong phòng trực của mấy cô y tá thực tập. Cuộc sống của nó ngày qua ngày tương đối dễ chịu, mà là dễ chịu theo cách của nó thôi. Gần đến ngày sanh, nó đi ra ngoài thuê cái phòng trọ nhỏ, lúc đó trong túi là gần 10 triệu tiền công của nó. Lúc sinh con, một thân một mình nằm trong bệnh viện, đau đẻ rồi lại đau vết mổ vì xương chậu nó quá bé, không thể sanh thường được. Khi đó không có cái đau nào đau hơn. Nhìn người ta có má chồng chăm sóc yêu thương, còn nó ngoài bà lao công quen biết giúp nó mua cơm hàng ngày thì không còn ai khác. Tuổi thân đến nỗi nhiều lần nó định ôm con nhảy lầu chết cho xong. Nhưng khi nhìn lại cu Ốc đỏ hỏn nằm kế bên đó, nó lại không dám. Đó là con của nó mà, đứa con mà nó thầm mong thầm quý 9 tháng trời, sao nó nỡ cho được chứ? Lúc vừa mới sanh xong, đưa xuống phòng hồi sức, không một ai đi theo nó, con nó cũng do mấy cô y tá bồng qua giúp. Sản phụ sinh mổ 3 ngày không xuống được giường, còn nó chỉ trong một ngày đã phải tự đi lại. Vì nó không lo thì ai lo cho nó bây giờ? Cụ Ốc trộm vía ngoan lắm. Biết mẹ đau nên không quấy mẹ. Nó chỉ một đường bú rồi ngủ ngon lành. Con Tích nhìn gương mặt nhỏ xíu của con trai mà lòng ngọt ngào hạnh phúc. Nó bây giờ không có cần gì ngoài con. Thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua. Cụ Ốc bây giờ cũng 3 tuổi. Mặc dù cuộc sống mẹ con nó còn cơ cực muôn phần, nhưng Âu nó gần như hạnh phúc lắm. Tiếng còi xe inh ỏi, con Tích nheo nheo mắt quẹo sang làn đường một chiều, chạy 100 mét là đến chỗ nó làm, công trình xây dựng khu khách sạn 5 sao. Lúc nó rẽ vào chỗ làm, một chiếc xe hơi bóng loáng chạy qua, một người đàn ông cao ráo đẹp trai tay ôm một cô gái trẻ bên cạnh. Người đàn ông đó có một chút quen thuộc. Công trình chỗ con Tích làm là khu hậu cần xây dựng. Nó được nhận vào quét dọn các phòng ốc đang được thiết kế. Công việc này là do bà chủ nhà trọ có con trai là chủ thầu ở bên mảng lắp đặt đèn điện xin cho con Tích một chân vô làm. Lương cũng không cao, 5 triệu một tháng, đối với mẹ con nó ở cái đất Sài Gòn là quá bèo. Bà chị làm chung, mặt mày trùm kín mít. Bà cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng tươi. Ủa Tích, lương tháng này bao nhiêu? Tích nó vừa quét vừa cười. Dạ 4,5 triệu, cho thêm 600,000 nữa là 5,1 triệu. Bà Liên bĩm môi. Lương quá thấp luôn à. Tháng này tao xài thông hết tiền đóng học cho thằng nhỏ dưới quê luôn rồi đó.
Tích cũng gật đầu, thật sự là lương quá thấp. Bên khu B cũng làm giống nó mà lương người ta tới 6 triệu chưa tính cho thêm. Mà nó thì mang nợ cái ông thầu không xin đi đâu được. Bà Liên vỗ vỗ vào mông con Tích. Ê Tích, ta nghe nói con Quỳnh bên khu B nghỉ làm rồi mà tao nghe nói nó đi tiếp thị trái cây tiền nhiều lắm. Con Tích có chút ngạc nhiên. Tiếp thị trái cây hả chị? Bà Liên gật đầu lia lịa. Nó gặp tao hồi sáng. Nó nói ai muốn đi làm theo nó thì alo cho nó. Việc nhẹ lương cao mà làm ban đêm thôi. Con Tích lại cười. Trong lòng nó có chút khó chịu. Thiệt lương cao hả chị? Làm ban đêm mà 5 triệu có mấy tiếng à? Là 5 triệu một tuần đó. Trời thần, sao dữ vậy chị? Hai chị em mình đi làm với nó đi. Bà Liên mặt buồn xo. Nó nói tuyển người trẻ trẻ thôi, chứ tao già rồi không có làm được. Hay mày đi làm đi Tích, kiếm tiền đổi chỗ ở khác đi. Chứ cái nhà trọ mày thuê tao thấy thiệt thua cái nhà vệ sinh người ta. Mà ở cái gì đâu mà gái gú tùm lum à, con mày nó còn nhỏ nữa. Bà Liên nói đúng. Thiệt trong bụng con Tích cũng muốn đổi chỗ ở khác cho thoải mái hơn. Chứ cô Ốc bây giờ đang tuổi biết ăn biết học mà ở cái khu nhà trọ toàn là nữ bán dâm. Nó lo lắm. Thêm nữa cô Ốc mấy tháng nữa là đi mầm non rồi. Bà Tươi cũng không có giữ trẻ quá 4 tuổi. Suy nghĩ một hồi, Tích nói xin bà Liên số thoại của con Quỳnh. Gọi cho Quỳnh nói hẹn chiều gặp mặt nói chuyện cụ thể hơn. Trong lòng con Tích cũng mong cho công việc tốt, ổn định, nó có thêm tiền cho con nó học. Chiều hôm đó, sau khi tan ca làm, Tích chạy thẳng đến chỗ con Quỳnh hẹn là một quán cà phê sang trọng. Vừa thấy nó, con Quỳnh đã đon đả. Trời đất, mày vậy mà đi làm chỗ công trình riết làm sao được hả Tích? Thì em cũng quen rồi mà chị. Nói qua lại vài câu, con Tích mới táo quả là đi làm gái phục vụ trong quán karaoke. Thôi, nó cho nó đi bưng bàn phục vụ được chứ đi làm gái uống éo nó sợ lắm, không có dám đâu. Thôi chị Quỳnh à, em tưởng như chị Liên nói là bán trái cây chứ, mà thôi em không có làm đâu. Con Quỳnh cũng không ép, nó cười cười, lấy cây xoan thoa thoa lên miệng. Thì tùy mày à, mà cần tiền kiếm tao, nói chung việc tao kêu mày làm không có gì bậy bạ, chỉ là đứng rót rượu thôi. Mà thôi, mày không thích đó thì thôi, tao không ép đâu, mày về đi. Tích gật đầu, nó cũng nhanh chân chạy về. Trời ơi, đời nó còn phải làm gương cho con trai nó nữa chứ. Một tuần sau, mẹ con nó chuyển chỗ ở. Con Tích dọn về khu gần nhà của bà Tươi để tiện gửi cô Ốc, cũng tiện chỗ nó đi làm. Phòng trọ mới sạch sẽ, điện nước không có khắt khe, xung quanh hàng xóm thân thiện, chỉ có điều giá phòng 1,5 triệu một tháng, hơi cao một chút. Mà thôi, cho con nó môi trường học hỏi trong lành, nó bấm bụng thêm một chút vậy. Cuộc sống hai mẹ con nó 2 tháng sau cũng tương đối ổn định, thiếu thốn chút nhưng mà vui. Cho đến một hôm, đang làm trong công trình thì có tiếng chuông điện thoại reo đến, bắt máy là giọng nói quen thuộc của bà Tươi, bà coi cô Ốc. Nghe xong điện thoại, nó điên đảo chạy thục mạng, quên cả nón bảo hiểm, một đường chạy đến bệnh viện. Vào đến phòng cấp cứu, nó thấy bà Tươi đang khóc ròng. Con Thích vội vàng ôm chầm lấy bả mà nói: "Dì Tươi sao vậy? Cô Ốc sao rồi? Sao vậy dì?" Bà Tươi ôm tay con Tích khóc lóc xin lỗi. "Tích ơi, dì xin lỗi bay. Ốc chạy ra đường, lấy trái banh bị xe hơi đụng." Trời đất ơi, con Tích nó như sụp đổ, nó ngã quỵ xuống đất. Con gái bà Tươi hốt hoảng đỡ lấy nó, con nhỏ cũng rưng rưng. "Chị Tích, cô Ốc đang cấp cứu, chắc không sao đâu, không có sao đâu mà chị." Tích mặt xanh mét, tim đập như muốn văng ra ngoài, nó gào lên. "Sao vậy dì Tươi? Sao dì để thằng nhỏ chạy ra đường?" Tiếng con Tích kêu khóc làm cho xung quanh ai nấy đều đau xót xa. Bỗng từ xa một thân ảnh người đàn ông đi tới. "Thằng bé hồi nãy tôi gửi cho bác sĩ rồi, chắc không sao." Lời nói chưa dứt, người đàn ông bắt gặp một gương mặt
có chút quen thuộc. Toàn thân anh ta cứng đờ, có chút không tin. Mà con Tích cũng đứng hình, tim nó như muốn ngừng đập. Các dây thần kinh như đình trệ hoàn toàn. Bụi, có phải là bụi không? Nó đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao ráo đẹp trai, mặc sơ mi đen, quần âu đen, thẳng tắp. Một lát sau, nó dường như nhớ ra cái gì đó, liền cố gắng bình tĩnh, trấn an lại cảm xúc. Nhìn người đàn ông kia, gương mặt cố gắng biến thành cái biểu hiện lạnh nhạt, nó nói. Anh đụng con tôi. Định giật mình, lát sau lại cong môi cười nhạt. Ừ, tôi không có thắng kịp. Bớp, một cái tát gian dội làm yên tĩnh hẳn các khu cấp cứu. Bà Tươi phải chạy tới ôm con Tích lại. Không phải lỗi cậu ta đâu con à, là thằng ốc chạy ra nhanh quá đó. Tích vẫn nhìn chằm chằm vào Định, hai tay nắm chắc lại. Anh chạy xe không biết nhìn hả? Thằng nhỏ nhỏ xíu như vậy mà bây giờ không biết ra sao nữa. Anh còn Định nói cái gì? Định đơ người, anh như không tin vào mắt mình. Phải một lát sau, từ xa một cô gái xinh đẹp đi lại ôm lấy tay anh mới giật mình hoàn hồn. Anh Định, tụi nó chờ trước cổng, anh giải quyết xong chưa? Định cười cười, vỗ vỗ gương mặt non nớt của cô gái trẻ. Xong bây giờ đó, kêu tụi nó chờ anh một chút. Mặt anh sao vậy nè? Sao đỏ hết vậy? Anh bị đánh hả? Định không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tích. Một lát sau anh nói. Không sao, một cái tát thì có nhầm nhỏ gì đâu. Nói xong anh nhìn Tích, móc trong bóp ra một xấp gần 20 tờ 500 ngàn. Cô giữ lấy lo cho thằng bé, tôi rảnh sẽ đến thăm. Con cô tôi đã gửi cho bác sĩ trưởng khoa, cô yên tâm đi, thằng bé không có nguy hiểm gì hết. Tích nhận lấy xấp tiền, trước mắt như muốn trực trào ra ngoài nhưng lại cố nén. Được, anh bồi thường tôi lấy, cảm ơn anh. Cô gái bên cạnh Định lên tiếng. Lấy đi rồi lo cho con cái làm ơn giữ kỹ một chút để chạy ra đường lung tung vậy chị. Gặp chồng em hiền, chứ gặp người khác không có được ngàn nào đâu. Chồng, hóa ra anh ta đã có vợ. Tích hít một hơi thật sâu, cười tỉnh queo. Cảm ơn vợ chồng cô. Định nhìn Tích, trong lòng anh có chút khó chịu. Tích đã có chồng, có luôn con, vậy mà anh cứ nghĩ. Thôi, giúp người cũ cũng không làm anh mất mát gì. Có điều đứa bé hồi nãy có chút làm anh nhớ thương. Thôi, tôi đi ạ. Nói xong, Định không chờ Tích nói cái gì. Đã tay ôm eo cô gái đi bên cạnh, để lại Tích có chút bàng hoàng, có chút đau lòng, cũng có chút mất mát. Nó vốn dĩ chấp nhận nuôi con không cần cha của cô ốc, nhưng nó thế nào đều là không nhìn thấy bụi nên lòng nó mới an tĩnh mà nuôi. Nhưng bây giờ cha của ốc xuất hiện, chưa hết vui mừng lại đến hồi suy sụp khi phát hiện bụi đã có vợ, mà vợ lại xinh đẹp muôn phần. Trong lòng có Tích như có cơn bão, nó thương con, nó cũng thương cho bản thân của nó. Bụi có gia đình rồi, nó không nên đến quấy phá. Con nó từ nhỏ đến bây giờ không cha vẫn tốt mà. Có người mẹ nào lại không mong con mình có một người cha bên cạnh bảo bọc. Thậm chí, có người chồng tệ bạc đến đâu thì người phụ nữ luôn cố gắng vì con, vì một câu, con có cha có mẹ để không phải thiếu thốn. Vậy mà, cũng có người phụ nữ không thể nhận cha cho con mình. Con trẻ là biết cái gì, nói nó không có cha thì là không có cha. Cha nó bận đi xây dựng một gia đình khác, thật hạnh phúc rồi. Chỉ cần anh đúng với em, ngoài kia anh có sai với ai, em thay anh gánh hết. Thân em nhỏ bé, nhưng vì anh biến quá, võ tắc thiên em cũng có thể làm. Tích ngồi một mình trong phòng bệnh với cô ốc, vuốt tóc con trai. Nó cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô ốc giống bụi lắm. Vừa hồi mới về nhà bụi, nó từng nhìn qua hình ảnh của bụi, thực sự rất giống. Mẹ ơi. Ơi, sao con, mẹ đây. Cô ốc tròn xe mắt nhìn mẹ nó. Chân con đau quá mẹ. Bác sĩ cấp cứu qua, cô ốc bị gãy chân trái, phải băng bó nằm viện một tuần.
Mà cũng may, Bụi có nhờ ông trưởng khoa lại sắp xếp cho cô Ốc nằm phòng dịch vụ nên thằng nhỏ cũng không quá đau. Tích ôm con trai vào lòng, con khóc gì đau, mẹ khóc gì xót. Ngoan đi Ốc, vài bữa nữa hết đau mẹ cho con đi công viên chơi nghe. Cô Ốc tội lắm, từ nhỏ đến bây giờ chưa có đi siêu thị, cũng chưa từng được đi khu vui chơi bao giờ. Có chăng Tích chở thằng nhỏ đi công viên, chỗ mà có nước phát sáng, rồi là có vài cái xích đu. Còn bình thường chỉ có hai mẹ con với nhau. Tối về lại cùng nhau xem tivi. May là cái tivi có được cáp nên cũng xem được phim hoạt hình. Cô Ốc gật gật, mũi còn hức hức. Dạ, mẹ cho Ốc đi thú nhúng nghe. Con nghe bạn Pin nói đi thú nhúng vui lắm. Tích mắt cay xè, lòng nó nghẹn đắng. Nó tệ quá, nó làm mẹ người ta mà không lo cho con nó được đầy đủ. Ngay cả từ nhỏ đến bây giờ, cô Ốc cũng chưa được uống lon sữa nào đắt tiền. Nó chỉ có thể mua cho con nó được sữa đặc ngôi sao phương Nam bằng hộp giấy, mỗi ngày pha cho cô Ốc 2 ly. Quần áo cô Ốc mặc đều do bà Tươi cho. Mỗi năm nó lại mua được cho con nó 2-3 bộ mới. Mẹ con nó sống khổ lắm. Chưa bao giờ có ngày con Tích nằm xuống mà ngủ được một giấc ngon lành. Vừa ôm con, nó vừa rơi nước mắt. Ừ, mẹ hứa mà. Ốc hết bệnh mẹ đưa Ốc đi nghe. Cô Ốc ngoan lắm. Chưa bao giờ nó làm con Tích phải buồn. Cô cậu ngoan đến đáng thương. Dạ, mẹ hứa đó. Bên ngoài bà Tươi lau nước mắt không ngừng. Bà đứng lặng hồi lâu rồi cũng đi xuống dưới. Cô Ốc nằm viện được 2 ngày thì lại phải cấp cứu gấp. Bác sĩ nói là thằng nhỏ sốc thuốc nặng, bây giờ đang nằm ở dưới phòng cấp cứu. Chuyện là y tá thường ngày giao làm thuốc, thay vì thuốc cho trẻ con lại giao làm thành thuốc cho người lớn bệnh tim liều lượng cao. Thành ra cô Ốc sốc phản vệ, cả người co giật không ngừng. May là được bác sĩ cấp cứu kịp thời, nếu không cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tích ôm bà Tươi, hai bà cháu khóc lóc tu tu trước cửa phòng cấp cứu. Tim con Tích như muốn văng khỏi lồng ngực. Nó thà tàn tật hoặc thậm chí chết ngay luôn cũng được để đổi lại cho cô Ốc cuộc sống, một cuộc đời bình an may mắn. Chứ nhìn thằng nhỏ gần 4 tuổi, hết gãy chân, lại bị sốc thuốc đến ngưng thở. Thật lòng nó không có chịu nổi nữa rồi. Chồng bà Tươi cũng chạy vô coi tình hình. Nói nào ngay, vợ chồng bà Tươi có một đứa con gái, mà nó yêu con gái chứ không yêu con trai, nên ông bà ngày thường nhận giữ mấy đứa nhỏ để vừa có đồng ra đồng vô, cũng vừa có cái vui vẻ khi mà sau này không có được cháu ẩm bồng. Mà ông bà thương nhất cô Ốc, bởi vì thằng nhỏ ngoan và hiền nhất. Gặp thêm nay tại bà Tươi giữ không kỹ để cô Ốc bị gãy chân nên càng thương hơn nữa. Ông bà bàn kỹ rồi, sau khi cô Ốc về sẽ cho mẹ con nó ở lại nhà luôn, ông bà nhận làm con làm cháu, mà chưa gì cô Ốc lại gặp chuyện. Ông Tươi cố trấn an hai dì cháu. Không có cái gì đâu, thằng Ốc được ông bà phù hộ, không có sao đâu. Phòng cấp cứu còn chưa có tín hiệu gì thì từ xa có vài người đi tới. Nghe tiếng nói chuyện rôm rã khiến ba người đều quay lại nhìn. Có mấy người đàn ông, trong đó Bụi là người đi chính giữa. Con Tích đã nhìn thấy liền, tim cũng có chút đập mạnh. Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu nhìn thấy Tích, ông gật đầu cười nói. Chị đừng có lo quá, thằng bé sẽ không có sao đâu. Tiếng Bụi trầm ấm. Nhờ vào bác sĩ. Bác sĩ trưởng khoa vỗ vai Bụi, sau lại mở cửa đi vào bên trong. Mà Tích còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nó vừa mừng cũng vừa lo. Mừng là con trai nó được bác sĩ giỏi cứu chữa, còn lo thì lại là lo không biết Bụi có biết. Bụi nhìn Tích, hai tay đút vào túi quần. Cô ra kia tôi nói chuyện một chút có được không? Bà Tươi không hiểu chuyện gì, nhưng bà lại mừng khi cậu đẹp trai này có ý giúp đỡ. Con ra cảm ơn cậu ấy đi con, dù gì cũng giúp cho cô Ốc mà.
Nghe lời bà Tươi, Tích đi theo sau lưng Bụi. Nó chỉ dám cúi đầu đi theo sau, một câu cũng không dám nói. Ra đến khúc cua vắng người, Bụi dừng lại làm con Tích có chút phản ứng không kịp, đụng trúng lồng ngực của Bụi. Định cười cười, bộ dáng đẹp trai phong trần. Sao cô lại ở đây? Tích ngước mắt lên nhìn. Tôi đi tìm má và em tôi. Thằng bé là con ai? Tích giật mình, nó như hốt hoảng, nó sợ lắm. Nếu nói ra sự thật, cô Ốc là con trai Bụi, thì có khi nào anh ta bắt thằng bé, cấm cho Ốc không có được gặp mẹ không? Không được, nó không có nói sự thật được. Tích vội vàng. Con của chồng tôi. Định nhìn nó, ánh mắt có phần lạnh nhạt. Mày không phải là con tôi, chồng cô đâu? Tích lấy hết bình tĩnh trả lời. Chết rồi, chết từ lúc tôi có bầu thằng Ốc. Định gật đầu. Cô cũng giỏi, vừa rồi khỏi nhà tôi đã có chồng lại có con. Mà thôi, nếu có cũng nên sống cho tốt, chứ sao để ra nông nỗi như vậy. Tích nắm chặt tay, người nói như có lửa. Tôi sống thế nào thì liên quan gì đến anh? Ngày đó anh bỏ tôi đi. Định lấy tay sờ má Tích, điệu giả cười cười. Bồi thường cho cô 5 triệu không đủ à? Hay cô yêu tôi? Nói rồi, Định bóp chặt má con Tích, khiến cho nó đau điếng người. Mặt đỏ ké, tay bùm bụp đấm vào người của Định. Buông ra! Buông ra! Định gằn từng tiếng, gương mặt nó đẹp trai mà lạnh tanh, lạnh đến phát sợ. Tôi từng đi tìm cô, tìm đến 2 năm. Cuối cùng là cô trốn tôi có chồng rồi sinh con. Cô giỏi thiệt đó, Tích đó. Tích hoảng hốt. Nó trăm nghĩ ngàn nghĩ, con chưa từng nghĩ là Bụi đi tìm nó. Tìm tôi? Tìm tôi làm cái gì? Định buông mặt con Tích ra, hai tay nó phủi phủi như là chạm vào cái gì đó dơ bẩn lắm. Tìm làm gì? Liên quan gì tới cô chứ? Tôi chưa từng kêu cô rời đi, nhưng cô lại thích đi. Ở bên thằng khác tốt hơn tôi à? Tích nó câm như hến. Đến khi muốn mở miệng ra nói cô Ốc là con trai Bụi, thì lại nghe Bụi lạnh lùng nói. Cũng may thằng nhỏ không phải con tôi. Nếu cô có con với tôi hứa sẽ không bao giờ để con tôi gần người mẹ tệ hại như cô. Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ánh mắt và lời nói của Bụi khiến nó nghẹn đắng. Tích cả người run rẩy, nó thật sự không hiểu đến cuối cùng Bụi là có ý gì, tại sao đi tìm nó, không phải Bụi có người yêu rồi hay sao? Mà tại sao bây giờ Bụi lại giúp đỡ mẹ con nó? Thật sự Bụi đang suy nghĩ cái gì? Anh, tại sao anh giúp mẹ con tôi? Định nheo nheo mắt. Đứa bé không có lỗi, thà tôi không biết nó là con cô, nhưng nếu biết rồi, tôi không thể nhẫn tâm khi thấy chết mà không cứu. Im lặng một lát, anh lại nói. Tôi muốn cô nợ tôi. Định sờ sờ má Tích, giọng trầm ấm nhưng đối với Tích lại cảm thấy quá mức lạnh lùng. Em theo tôi đi. Anh đã có vợ, tôi cũng có chồng rồi. Rất tiếc, tôi phải nói là không thể được. Định bắt lấy tay của Tích siết thật chặt. Em cãi lời tôi à? Con em là do tôi cứu, em đừng có mau quên vậy chứ. À mà theo tôi là làm tình nhân, vừa có tiền cho con vừa được sung sướng, lời quá rồi còn cái gì? Nói xong, anh đút tay vào túi quần bỏ đi mất, để lại con Tích ngây ngốc như không hiểu chuyện gì. Mà lúc đó bà Tươi cũng chạy lại, báo rằng cô Ốc đã được đưa ra phòng hồi sức. Đến khi Tích đi mất rồi, Định mới quay lưng lại nhìn. Cái anh nhìn được chỉ là cái bóng lưng và một bên mặt của Tích. Trong lòng có chút vui thích, lại có chút hận ý. Nếu anh tìm cô được sớm hơn, thì đứa bé đó có khi đã là con của anh và Tích rồi. Tại sao anh tìm cô lại chối bỏ? Cô gái nhỏ nhắn ngây thơ anh biết là loại đàn bà ghê tởm đó sao? Sự thật là vậy, nhưng trong lòng anh vẫn có khúc mắc rất lớn. Ngay cả khi bằng chứng đập vào mắt anh vẫn không tin. Nhưng đứa bé... Bụi thở dài,
ánh nắng ban chiều chiếu rọi lên gương mặt của anh. Đẹp đến mê hồn, nhưng cũng thê lương đến tê dại. Có đôi khi, cuộc đời nó đưa mỗi người vào dòng lẩn quẩn không tìm được lối ra. Mắt thấy tai nghe, nhưng đó có chắc là sự thật không? Cuộc đời Tích nó càng đi sâu vào trong dòng lẩn quẩn, cứ như một mê cung không tìm được lối thoát. Có bao nhiêu đau đớn, tủi cực, lại có bao nhiêu quỷ khúc, hiểu lầm. Khi chưa gặp Bụi là sự đau khổ về cuộc sống cơ cực, đến khi gặp được Bụi lại là sự đau đớn về tâm hồn. Giữa tình yêu và con cái, nó chỉ chọn con, mà cái khúc mắc lớn nhất giữa Bụi và nó lại là cu ốc. Bụi không hiểu, mà Tích lại không dám. Căn bản họ gặp được nhau chắc là do cái nghiệp từ kiếp trước. Có duyên có nợ, nhưng cái nợ nó lấn áp hết cái duyên, để rồi một đôi tưởng chừng là sủng nịch lại chuyển thành hồi bi thương. Liệu giữa Bụi và Tích còn có nhân tố nào cản trở? Liệu rồi gặp lại nhau đây là hạnh phúc về sau hay loại bi thương một đời? Liệu Tích có tìm được lối thoát cho mê cung đầy dẫy đau khổ này hay không? Chỉ cần anh cho em một gốc hoa, em sẽ làm nên một vườn hoa thơm ngát. Cái em cần không phải hương thơm tỏa, mà là cái tình yêu trao cho em một mầm chồi. Cô Ốc được chuyển ra phòng hồi sức nằm hơn một ngày mới được chuyển ra phòng bệnh. Tội nghiệp thằng nhỏ, chân thì đau đã đành, bây giờ chỗ nào cũng đau nhất. Định có ngó qua xem cô Ốc khi thằng bé còn nằm trong phòng hồi sức. Nhìn thằng bé còn mê man nằm đó, tự dưng trong lòng anh thấy thương đến lạ, cái cảm giác rất là kỳ. Cũng không ở lại lâu, nhìn một lát Định đi về. Vừa lái xe, anh vừa cứ mãi suy nghĩ đến mẹ con Tích, đến khi về nhà mà vẫn không sao quên được. Mệt mỏi, anh tắm cho khỏe người, sau đó lên giường ngủ một giấc. Trong cơn mơ, lại có người vuốt ve cơ thể anh, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến anh phải bật dậy. Em làm cái gì ở đây vậy Duyên? Cô gái tên Duyên hiện đang mặc đồ lót, ả ổng ẹo. Em nhớ anh mà Định. Định bực dọc, anh mặc lại cái quần vừa bị Duyên kéo ngang đến đầu gối. Tới tìm tôi à? Lão Đài Loan của em đâu? Duyên hốt hoảng. Ai chứ? Anh lại nghe đám con hàng nó nói lung tung nữa hả? Quỷ cái đó, để em đi giả mỏ nó. Ai nghe không quan trọng. Chính mắt anh thấy thì em còn chối được với ai? Duyên sụt sùi nước mắt. Em đã nói rồi. Là vì anh đi mấy năm em mới buồn. Nói rồi lại giận dỗi bỏ đi. Định lại cười nham hiểm kéo tay Duyên lại để ả ngồi lên đùi anh. Vậy à? Vậy bây giờ bù cho anh đi. Lẹ. Duyên cười tít mắt ôm cổ Định mà hung. Ả ta leo lên người của Định dùng tay kích thích cả người anh. Sau đó lại lần mò xuống bên dưới nơi có cậu bé đang rục rịch bằng. Duyên cười tít mắt ôm cổ Định mà hung. Ả ta leo lên người của Định. Cuộc mây mưa nồng nàn lại bắt đầu. Định vốn là đại gia đào hoa rất có tiếng. Xong chuyện, Định cho Duyên một xấp tiền, sau đó có chút nghiêm túc. Chuyện anh nhờ em điều tra về Tích 5 năm trước có đúng hay không? Duyên đang hí hửng đếm tiền, nhưng khi nghe Định hỏi, ả có chút giật mình. Đúng chứ sao không? Anh không tin, đi hỏi Rô đi. Định không nói gì, anh đi lại chăm điếu thuốc. Khói thuốc phả vào lớp kính, tạo nên một lớp màng mờ mờ. Duyên đi đến sau lưng Định, vòng tay ôm anh. Sao anh hỏi vậy? Bộ có chuyện gì hả? Định lắc đầu, lấy tay Duyên ra khỏi eo của anh. Không có gì, em về đi. Anh còn có chuyện phải làm. Định, em ngủ lại chờ anh nghe. Định nheo mắt, giọng nói lạnh nhạt. Không, em về đi. Anh cho người thay khóa mới. Sau này mà em tự ý vào đây thì alarm nó kêu lên thì em bị bắt ráng chịu đó. Nói rồi anh bỏ đi vào phòng tắm để Duyên ngồi một mình với xấp tiền trên tay. Mắt của ả sâu híp lại nhìn về phía cửa phòng tắm.
giơ tay lấy cái điện thoại trong túi ra gọi cho một người. Alo, chị đây, mày cho người đi theo anh Định xem anh ấy làm cái gì. Còn nữa, điều tra giúp chị coi con nhỏ Tinh Tích mà 5 năm trước đó. Môi cười nhạt, Duyên chưa bao giờ hết gây phiền phức cho Định. Lúc Định đến phòng cô Ốc thì thấy mẹ con cô cậu đang nói chuyện với nhau. Thấy anh bước vô, Tích khó hiểu. Anh tới đây làm cái gì? Định buông vỏ trái cây xuống, anh kéo ghế ngồi kế bên cô Ốc. Đến thăm con cô. Cô Ốc tròn xe nhìn chú đẹp trai rồi nhìn lại mẹ của mình. Cô cậu hỏi. Chú là ai vậy? Định nhìn Ốc mỉm cười. Chú là bạn mẹ con. Cô Ốc đã hết đau chưa? Cô Ốc gật gật. Mặt vẫn nhăn nhó nhưng thần sắc đã tỉnh táo. Ốc khỏe rồi. Định nhịn không được giương tay xò đầu cô cậu. Ừ, Ốc ngoan. Khỏe lại chú đưa con đi chơi. Nghe có người đưa đi chơi, Ốc thích lắm. Nhưng cô cậu vẫn là đưa mắt nhìn sang Tích như là đang xin ý kiến. Tích nhìn con trai, lắc lắc đầu, mặt có chút nghiêm túc. Cô Ốc nhìn theo mẹ, mặt lại bí xị. Dạ thôi, Ốc không đi được đâu. Định cười cười, anh biết ngay là do Tích không đồng ý. Liền quay sang nhìn Tích. Sao vậy? Tôi đưa cô Ốc đi chơi thì liên quan gì đến cô? Tích khó chịu. Nhưng nó là con tôi. Nhưng ai bỏ tiền ra cứu con cô? Tích cứng họng, hậm hực trong lòng. Tôi đi làm sẽ trả lại cho anh bao nhiêu? Định cười nham hiểm. Cô trả trong bao lâu? 200 triệu cô trả ngay được không? Tích giật mình. Gì mà 200 triệu? Cô Ốc bị gì mà đến nỗi 200 triệu? Nhìn mặt Tích, Định chọc thêm. Cô đi hỏi bác sĩ trưởng khoa coi. Tôi không có rảnh đùa với cô đâu. Cùng lúc đó, y tá gọi Tích lên phòng bác sĩ để lấy thoa thuốc và tư vấn sức khỏe cho cô Ốc. Cô đi đi. Tôi coi thằng nhỏ cho. Sẵn hỏi xem phải 200 triệu không nghe. Tích cắn môi. Nó đi đến vuốt tóc con trai, mỉm cười dịu dàng. Mẹ đi một lát mẹ về. Con nằm ngoan ở đây nghe Ốc. Nói rồi lại quay sang Định. Anh coi cô Ốc giúp tôi một chút. Một chút thôi tôi sẽ quay lại ngay. Định nhìn biểu cảm dịu dàng của Tích khi xoa đầu con trai. Bất giác anh cảm thấy dễ chịu vì đối với anh từ trước đến nay Tích vẫn là cô gái hiền lành và luôn dịu dàng như vậy đó. Đợi Tích đi rồi, Định lấy điện thoại trong túi bấm số gọi cho một người. Alo, anh Lý hả? Là tôi, Định đây. Cô ấy có hỏi thì anh nói giúp tôi là 200 triệu. Ok. Ok. Hôm nào rảnh tôi mời anh và chị đi ăn cơm. Cảm ơn anh. Cô Ốc mở mắt tròn xe. Một lát sau như hiểu ra gì đó, cô cậu hỏi nhỏ. Chú Định gạt mẹ con hả? Định có chút giật mình. Nhìn cô Ốc, anh lại mỉm cười. Chú không có gạt mẹ con. Chú có lý do riêng. Cô Ốc lại có chút tò mò. Lý do gì? Chú Định không có nói. Con sẽ nói với mẹ chú gạt mẹ con đó. Định có chút mắc cười. Anh hỏi. Con năm nay bao nhiêu tuổi vậy hả? Ốc đưa 5 ngón tay. Mẹ Tích nói 2 tháng nữa con 4 tuổi. Định bật cười. Miệng nói 4 mà tay lại đưa 5. 4 tuổi sao lại già đời như vậy hả? Cô Ốc ra vẻ ông già. Chú Định trả lời con đi. Sao chú gạt mẹ con? Mẹ con tội nghiệp lắm. Chú đừng có gạt mẹ con. Định ngưng cười, anh xoa đầu cô Ốc. Ốc nè, ba con đâu? Ba con, mẹ nói ba bận đi làm ăn chưa có về được. Nhìn cô Ốc buồn hiu, bất chợt Định có chút đau lòng. Anh xoa đầu Ốc. Rồi mỉm cười. Ừ, chú không có gạt mẹ con đâu. Chú nói dối vì chú thích mẹ con. Chú theo đuổi mẹ con có hiểu không? Cô Ốc tròn xe mắt hỏi tiếp. Là chú muốn cưới mẹ con hả? À, không phải. Mà thôi, cho là vậy đi. Ốc lại bắt đầu rưng rưng. Chú Định cưới mẹ, vậy ba con sao?
Định giật mình. Anh không nghĩ một cậu bé nhỏ chưa có biết gì lại suy nghĩ xa như vậy. Thoáng chút, anh không biết nên nói gì, lại nhìn cô cậu như muốn khóc lên. Anh đành nói bừa. Thì chú là ba của con mà, con nhìn coi ba con mình giống nhau hay không. Cô Ốc ngừng khóc, nó quan sát thật kỹ gương mặt của Định, lát sau lại reo lên. Con nhớ rồi, mẹ có hình của chú, của ba, con biết rồi, ba. Định ngơ ngác, anh chỉ là vu vơ cho cậu bé một cái giải thích để cậu không khóc thôi, chứ nào nói thật. Vậy mà qua đó, anh lại biết Tích có hình của anh, hay anh có bỏ qua cái gì hay không? Ừ, con đừng nói cho mẹ biết nghe. Ốc lấy tay để trên miệng, ra vẻ bí mật lắm. Định còn muốn hỏi để tìm hiểu thêm từ miệng cô Ốc, nhưng lúc đó Tích lại tay xách bịch thuốc, tay cầm tô cháo đi vô. Nhìn thấy anh nói chuyện vui vẻ với cô Ốc, cô có chút lo sợ. Sao anh chưa về? Định ngồi bắt chéo chân, tay vuốt ve tóc của cô Ốc. Tôi đến thăm cô Ốc, chứ đến thăm cô à? Mà cô nói như cái kiểu đuổi tôi vậy. Cô tệ thiệt đó, đối xử với ân nhân cái kiểu đó hả? Tích hết nói nổi. Thôi, anh muốn ở bao lâu cũng được. Đằng nào cô Ốc cũng nằm viện chừng 2 tuần chứ không có hơn. Đến lúc xuất viện, cô sẽ không có để con gặp được anh là được. Tích cứ nghĩ, Bụi ở chơi một lát thì về. Ai ngờ đâu, đến tận khuya vẫn chưa thấy động tĩnh. Tích có chút bực bội. Nó lại nhìn cô Ốc với Bụi đang cùng nhau xem Doraemon, mà tâm tình nó thật không biết diễn tả làm sao. Mà lại có chút xíu mềm lòng. Liệu nó có nên nói cho Bụi nghe về cô Ốc? Lắc lắc cái đầu. Không được. Bụi có vợ rồi, nó không thể làm như vậy được. Sao anh không có về đi? Đi lâu vậy, vợ anh sinh nghi thì sao? Tôi không có muốn mang tiếng. Định liếc mắt về phía Tích. Liên quan gì đến cô? Tích đi lại phía giường, kéo tay Bụi, khó chịu. Anh mau về đi cho thằng nhỏ ngủ nữa. Định quay đầu nhìn cu Ốc, anh hỏi. Con buồn ngủ à? Ốc nhìn một hồi rồi lại chớp mắt mấy cái. Dạ, chưa có buồn ngủ. Định giằng tay ra khỏi tay của Tích. Anh đi lại xoa đầu cu Ốc. Hôm nay chú Định ngủ lại với con luôn nha Ốc. Ok không? Cô Ốc vui mừng. Ok. Tích giận hết sức. Từ khi nào mà cô Ốc lại bám lấy Bụi như vậy chứ? Rõ ràng trước kia cô cậu rất không thích tiếp xúc quá lâu với người lạ. Ngay khi cả gửi cô cậu cho bà Tươi cũng phải mất gần tuần, Ốc mới quen được với bà. Hay là tại vì họ là cha con, cho nên có máu mủ tình thâm. Nếu đúng như vậy, thì không được rồi, không được. Tối đó, đợi đến khi cô Ốc đã ngủ say, Định mới rón rén xuống giường đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy Tích đang ngủ gà ngủ gật ở ngoài ghế chờ ở trước cửa phòng. Định ngồi chõm xuống, hai tay chống cằm nhìn Tích. Cô gái anh biết vẫn như ngày nào, vẫn đáng yêu và giản dị đến như vậy. Nhớ lại 5 năm về trước, cái đêm mà trong cơn say ngà ngà anh đã cướp đi đời con gái của cô. Để rồi khi tỉnh dậy, anh vừa hối hận vừa có chút không nỡ, nên ngay khi đó anh cho cô uống một viên thuốc ngủ để mong sao khi anh rời đi sẽ không gì thấy có lỗi với cô mà bệnh rịn. Ngay khi đó, anh vẫn còn người anh yêu đang ở Sài Gòn đợi anh. Anh chỉ có thể xin lỗi Tích. Vậy mà số trời là luôn công bằng. Anh lên Sài Gòn tìm được Duyên, bạn gái cũ anh yêu thương hết mực. Mặc dù trở về bên Duyên, nhưng anh vẫn cho người đi tìm Tích. Anh lại kể hết với Duyên rằng Tích là vợ mà bà Quý cưới cho anh khi anh còn ở dưới quê. Cứ sợ bạn gái sẽ rời bỏ mình, nhưng không, Duyên thông cảm và hứa sẽ tìm được Tích để bù đắp cho cô. Vậy là một ngày đẹp trời, anh bắt gặp được Duyên đang ăn nằm trên rỉ với thân một lão già Đài Loan. Cả bầu trời của anh như sụp đổ. Sau đêm hôm đó, những sự thật về Duyên được bạn bè anh kể lại. Không thiếu một chút gì. Anh chán chường, ăn chơi sa đọa. Sau cơn giật giả vì bị cắm sừng, anh lao vào làm ăn không thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng là được một chỗ đứng rất vững trong giới thượng lưu Sài Gòn.
Khi đó, anh lại có chút nhớ đến Tích. Duyên tìm đến anh đưa tập hồ sơ trước kia anh nhờ Duyên tìm Tích. Kết quả cuối cùng khác xa với anh tưởng tượng quá nhiều. Tích tay trong tay với một người đàn ông lớn tuổi trong tập hồ sơ báo cáo lại rằng: "Tôi hận anh, có cặp với đàn ông khác cũng không muốn nhìn mặt anh ta." Kèm theo đó là những tấm hình ảnh Tích đang ôm ấp những người đàn ông khác. Anh như hết hy vọng và anh cũng không cho người đi đối chứng với sự thật vì anh nản rồi, anh buông bỏ. Chính anh không biết là anh có yêu Tích không, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh thân mật kia anh lại giận. Mỗi khi nhớ đến cô, anh lại lôi những tấm ảnh đó ra xem. Ngày qua ngày, từ giận chuyển sang chán ghét. Anh cơ hồ khi đó có lẽ có chút hận Tích. Vì sao? Vì Tích mà anh biết rất hiền, rất ngây thơ. Anh chưa có hứa hẹn gì cho cô và cũng chưa từng làm cho cô tổn thương. Anh bỏ đi, nhưng trong thư anh không hề kêu Tích đi lấy chồng. Có thể là anh ích kỷ, nhưng thứ mà anh chiếm hữu, anh không muốn người khác động vào, và đặc biệt là Tích. Nên khi gặp lại Tích, những sự tức giận trong anh lại bộc phát. Thà cô sống tốt, anh sẽ thấy không có đến nỗi nào. Nhưng bây giờ, cô sống quá tệ, lại có một đứa con. Cô rời xa anh để rồi sống như vậy hay sao? Nhưng khi nhìn thấy cô Ốc, không hiểu vì sao tim anh có chút mềm nhũn ra. Anh thật sự rất yêu thằng bé này, cứ như con của anh vậy. Định thoáng giật mình, anh đứng dậy đi nhanh vào phòng, lại nhìn chằm chằm cô Ốc một lát. Tay anh có chút run run. Lấy điện thoại từ trong túi quần, anh bấm gọi cho một số. Khoa, chú mày giúp anh điều tra một việc. Ừ, đúng rồi, càng nhanh càng tốt. Tắt máy, anh lại bấm cho một số khác. Chị Bích à, em Định đây. Dạ, dạ, em đang ở bệnh viện chỗ của anh Lý. Chị giúp em làm một việc được không? Dạ, em không cần gấp, khi nào có cũng được. Nói xong, anh tắt điện thoại lại, đi đến bên giường xoa xoa đầu cô Ốc. Anh chỉ mong những điều anh nghi ngờ là sự thật. Anh vốn chưa bao giờ tin những cái thứ Duyên cầm đến cho anh xem. Lại đi ra bên ngoài, thấy Tích vẫn ngủ gà ngủ gật trước cửa. Anh khom người xuống bồng cô lên. Tích bị nhấc bổng thì giật mình tỉnh cả ngủ, lại nhìn thấy Định xém chút cô đã hét lên. Anh làm cái gì vậy? Thả cho tôi xuống đi. Định không thèm trả lời. Anh một đường ôm Tích đi vào trong, đặt cô lên cái ghế sofa loại tốt. Anh ấn người cô xuống, trầm thấp giọng. Cô ngủ đi, mai tôi lại đến thăm. Tích giật mình, lại nhìn chằm chằm vào Định. Cái gương mặt mà nó nhung nhớ bao lâu, nhưng sao hôm nay gần sát bên, nó lại sợ hãi đến như vậy. Định cúi mặt như hôn phớt qua má của Tích, khiến Tích cả người căng cứng. Đợi đến khi Định đi rồi, Tích mới giật mình tỉnh lại. Trong lòng nó biết là nó còn yêu Bụi. Trong tim vẫn còn nhớ anh chồng điên điên khùng khùng của nó rất nhiều. Nhưng yêu là nó yêu đơn phương, mà Bụi bây giờ đã có vợ, không biết đã có con chưa. Nó không muốn làm người thứ ba chen ngang vào hạnh phúc gia đình của người khác. Ngày trước, nó và cô Ốc không có Bụi vẫn sống tốt, thì bây giờ đây cũng vậy thôi. Đúng, nó dặn lòng phải như vậy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện, tác giả Du Phong Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.